Xin chào má. Má khỏe không? Lên đây má ơi. Cho đi ông nè. Cho đi. Chào con. Đi lùi nhanh lên anh em. Từ tới nghe. Một người của má Tư. Rồi gặp lại vô mấy cái mọi người. Tới tút bu ầm ầm luôn. Đây. Rồi. Mẫu hầu. Đây mẫu hầu tới rồi. Hầu tới. Hầu tới. Đưa bì. Chào má hầu. Đây Võ Vũ Linh Thanh là đây. Thôi má ngồi đi. Má lên lên giữa. Đúng rồi không ở đây. Không phải lo mà đây. Không phải lo. Rồi vậy cái lo rồi má đi. Để cho má tư tự nhiên ha. Quan thượng tươi. Quan thượng linh rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip nha, thì mình cũng sẽ cập nhật tình hình là các nghệ sĩ đến chúc mừng sinh nhật của Bích Trâm với lại kỷ niệm 12 năm ngày cưới của anh chị Linh Tý Bích Trâm ha, thì mình cũng sẽ dành không gian riêng cho các nghệ sĩ thì dùng tiệc, cho nên mình sẽ dừng cái clip ở đây ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Podcast Sài Gòn. Em nghe nói là đi mua hạt sòn đó chị. Ba Linh Tâm đang đi mua hộp sòn tặng Trâm á, nên lâu lửa hơi kỹ phải không, lửa tới giờ này ta đóng cửa luôn. Vẫn chưa thấy tới.
bà chủ xị đó, bà đứng bà đang tới nó mới vừa tắm xong. Kênh phố xá Sài Gòn. Ôi trời ơi, đây cũng là một bà chủ quán. Chủ quán ốc nóc đúng hả chị? Làm bữa ở đây chủ quán này. Năm nay rồi chị em mình làm bữa. Mỗi năm là làm ở đây. Năm nay là bữa chị bắt khách qua đó. Đó, bữa chị bắt khách qua. Đặc biệt là anh chân là thành như vậy. Mỗi năm là làm lóc lóc cô bác anh cháu đó. Đi lên cầu thang chú ơi, đi lên cầu thang. Đó, chú Hữu Nghĩa nha cả nhà. À, chú Hữu Nghĩa tới nè, có chú Linh Tâm nữa nè cả nhà. Con nhậu nãy giờ con ngồi đang chờ chú tới nè. Sướng à, tôi sướng. Dạ đúng rồi, ngồi đang chờ chú tới nè. Dạ. À, khỏe không chứ? Chú khỏe. Khỏe hết. Dạ. Rất hài hước nha cả nhà. Có chừng thực tế. Chú lên nha. Đây, ở trên này chú ơi. Lầu trên đầu mình nè chú. Sẵn cho mưa ơi. Trên này luôn nè. Dạ. Rất là phong độ nha. Con bắt tay lấy hình chú. Lấy hình cái. Rồi chúc vui vẻ là bác có tài có lộc. Dạ, chúc cho sức khỏe luôn. Ủa? Đúng rồi, trên đó đó. Giật lên, ông lên trước đi. À, chú dạ. Quay giật lên nè, đúng rồi. Đi dây nào thằng chú hiểu. Ý với chú kêu mình trước đi. Chú phải từ từ nha. Rồi, từ từ. Ủa dạ. Rồi, con nghĩa tới nè. Ưu tiên chú quá vậy? Dạ. Khách viết mà chú. Khách viết. Rồi chú vô, mà chú vô. Đâu Hữu Nghĩa đâu? Anh Hữu Nghĩa đây, ngồi đây. Hữu Nghĩa đâu? Anh đứng ngồi bên cây trẻ, cây trung niên đó là cha già. Nói chung là cha già, uống ai cái cha già nó uống nhiều không? Cha già Mai Dũng uống nhiều kìa. Thôi, Hữu Nghĩa với Mai Dũng cạnh tranh tên tuổi lắm, đừng có ngồi chung. Ủa, có liên liền nha. Có biết bao nhiêu tấm ba thấy luôn nha. Chú vui khỏe. Hữu Nghĩa thì gì? Không phải anh chưa tiền của vợ anh thôi. Sao anh giống Linh Tý quá vậy? Không, anh Linh Tý thân mà. Đó là cũng là một người anh, coi đi. Thầy của Trâm, từ khi Trâm mới vô trường cái đại sinh khấu của Trâm vào năm 2001. Thì đấy là ngoài thầy Công Ninh thì anh Hữu Nghĩa cũng là một người thầy. Nhưng mà thầy bây giờ á, anh Nghĩa anh có tuổi rồi. Nhưng mà anh cũng quên thầy cho cái nhà thì anh cứ ép anh cho bằng anh không à. Cái gì vậy? Ngày hôm nay á là mình được biết á là mình rất là hạnh phúc. Sáng sớm mình được biết hôm nay là ngày 19 tháng 11 là ngày của đàn ông, mình nó quốc tế đàn ông đó. Ủa rồi dính gì tới cái sinh nhật em nhỉ? Bởi vậy em nói làm sao cho đàn ông của anh nó vui thì em làm hồi nó biết mấy đàn ông nữa. Ôi cái biết cái gì vậy? Rồi mấy ông kể quá. Rồi đây một ông anh mà Trâm rất là kính trọng, rất là quý anh Nghĩa nè. Anh Mai Dũng nè, anh Tử nè, anh Nghĩa người anh lớn trong nghề của em rất là nhiều. Một cái Nghĩa ơi, mày tới dây sụp. Ủa? Anh Nghĩa, 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 anh Nghĩ
luôn nè. Ủa sẵn giờ chi vậy? À, bữa hổm chị la sao kê phải không chị? Đó. À. Trời trời em nghĩ chị nó ghét gì à. Đó. Đó, đủ quán. Đó, em giữ hơn YouTuber ở đây nữa, thấy không? Là con máy em khoái anh nha, em quay hoài luôn á. Vui mất tâm nhiều.